Một cô gái cất giữ nhiều tâm sự trong đôi mắt. Một chàng trai ít khi dùng lời nói. Và một thí sinh xuất thân từ trường xiếc. Và họ đã kể những câu chuyện về nỗi dằn vặt và khát khao được làm mình, được chuyển động trên con đường của riêng mình. Của người xem.